Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Đây, mọi người mua hàng liên hệ em ha, combo 4 tấm mặt hồng tấm 43. Rồi, hôm nay là video 237. Khách mới mua hàng bên em vui lòng chuyển khoản giúp em ha, em gửi hàng. Rồi, khách đã mua rồi á, thì quen rồi thì mình có thể ship COD ha, nhận hàng rồi mình trả tiền. Giá trên là em chưa bao gồm phí ship nha mọi người, không có bao ship. Em gửi thường bên Viettel ha, gửi thường thì giá nó cũng không có bị cao. Nói chung là một món đồ mà mình, ví dụ như mấy món này chuyển tiền rồi thì nó còn đâu đó 10.000, 20.000 phí à ha, chuyển khoản á. Rồi hôm nay giới thiệu mấy món ha. Rồi mấy bác chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký giùm em ha, để mình được cập nhật mấy cái video mới. Ví dụ mình đăng lên thì nó có thông báo về cho mọi người biết, còn mình không đăng ký thì nó có không có cái thông báo về ha. Rồi đầu tiên là hước kẹp nè, hước kẹp này về 2 cây, mọi người có một cây hước điện tử nữa ha, mà cây hước điện tử kia thì nó có trục trặc, chung là có lỗi nên bán rẻ. Rồi cây này là cây cơ, cây bình thường thủ công. Mitutoyo ha, Japan. Còn rất ok, mũi còn nhọn. Rồi thước này là 15 cm nha mọi người. Đây, thước kẹp Mitutoyo 15 cm. Rồi đầu tiên là cây hước số 1, 450 ngàn. Đây, cây hước này là cây hước điện tử nè mọi người. Nhưng nó bị đây, khi mà nó không có nút tắt nha mọi người ha, tự động nó sẽ một hồi nó sẽ tắt. Nó thiết kế như vậy. Là chống nước IP67 luôn nè. Cũng là Mitutoyo nha mọi người. Đây nó bị bài cái tem rồi sao ha. Đây nó lỗi là lỗi chỗ này. Rồi bây giờ là tự mình xài mình đụng vô nó sẽ lên ha. Đó. Còn mình để im về một lát thì nó sẽ tắt. Nè. Đây, tình trạng nó thì nó rất là chính xác. Nhưng mà nó xài được một khoảng tới đâu đó độ khoảng 110 mm trở xuống ha. Thì nó sẽ bị loạn. Cái phần này là nó như là nó bị không hiểu sao nữa, nhưng mà nó bị một khoảng này là nó không còn xài được rồi ha. Là giờ xài từ 110 mm trở xuống. Nó ok. Đó. Vậy trở xuống nè. Ok ha. À. Đây, mũi này nó bị cong tí xíu.
trên đầu mũi nhọn mọi người. Nhưng mình đo bình thường thì nếu mà không có xài mấy cái chi tiết cực kỳ nhỏ thì mình không có quan trọng cái mũi này lắm ha. Tại vì cái mũi này để đo cái lòng bên trong mọi người. Ví dụ như đo mấy cái đường kính này nè, đâu cần đến cái mũi nhọn ngoắt vậy chứ. À, đó, bây giờ cũng đo được rồi. Còn cái mũi nhọn ngoắt này là chung là mấy chiên chiên dụng mới xài đến ha. Đó, cái lớp này như nó bị bong lên mọi người, cho nên nó bị lệch số ở cái phần này ha. Còn từ 110 trở lên á là coi như cái hước này giờ thành còn cái hước 10 cm đi ha. Nó là một cái hước 10 cm thì đo chính xác ok ha. À, từ 10 trở xuống thì nó ok ha, trên đó thì nó xem như nó mất rồi. Này đo độ sâu nè, rồi thước này 10 cm đi. Rồi mã số 2 ha, 400.000 thước điện tử. Cái này nó xài pin trong đây nha mọi người, cái này pin zin của Japan ha, pin zin Japan còn luôn ha. Cục pin mình sẽ mở con ốc đây nè, mở ốc bắt kè nhỏ xíu đây nè. Mà nó còn pin mình thay làm gì nha, pin zin của Nhật nữa. Nó còn y nó về nó sao nó lên ha. Không cần thay luôn. Tự động nó tắt nha mọi người. Tự động tắt vậy mà nó vẫn còn cục pin tới giờ là biết cục pin nó xịn cỡ nào luôn ha. Để tự động tắt cũng khá là lâu á, không có đón bao nhiêu phút nhưng mà thấy nó cũng khá lâu nó mới tắt. Mà nó tự động mà. Còn cái nút này là chỉnh về không ha, chỉnh xe số. Rồi mã số 3. Cái này là coi. Đây là cái đèn pin luôn à. Đèn pin mà nó dạ nó có FM nữa nè. À có cái anten nữa nè. Nhưng mà cái tính năng này em chưa biết nó bật đâu nữa. Nó tiếng Nhật không mọi người nè. Tiếng Nhật không nha, nhiều nút lắm. Đây cái volume nè, đây là cái volume chắc rồi nè. Còn đèn này sống nè nha. Tại vì nó xài bằng cơ rồi mọi người nè. Mình quay lên nó sẽ sáng đèn. Và nó hú. Đó. Nhưng mà nút chỉnh thì em không biết. Tại tiếng Nhật không à. Cái tay nè, tay móc ra kéo ra cũng được. Ten ha. Đó, này là dò đài á. Ten này dạng mình đi rừng đi khám phá nó thám hiểm nữa. Mình đi lạc á, mình muốn báo động á, mình sử dụng nó ha. Không cần dùng pin. Quay là nó lên ha. Này tắt còi nè. Quay càng nhanh nó càng lớn. Rồi. Rồi bắt đầu nghiên cứu cái này thì lấy ha, 250.000 mã số 3. Ở đây nó có gắt cắm điện nữa nè mọi người. Không biết cắm điện cắm gì nhưng mà cái gắt nó nhỏ xíu. Đây, gắt nó nhỏ xíu ha. Không biết cắm gì luôn. Nó để hình là cái giống như cái bộ đàm hay cái điện thoại gì đó. Rồi tiếp theo. Đây cái kìm bấm code nha. Bấm code này, code chuyên cho cáp mọi người. Đây, kìm Mỹ. Hãng này của Mỹ. Kìm rất là lực lưỡng, chắc, khỏe. Đây, nó không có lò xo nha mọi người. Bấm vô là ăn. Đó là bấm cáp, dạng cáp 5 khía nè ha, 5 cạnh nha.
dạng cái cáp quang á, năm cạnh thì nó có đầu code đó, hoặc là mấy bác chế qua đầu code khác thì vừa mình bấm ha. Có thật ra nó đơn giản, cái đầu như vậy là vừa vô là nó bấm vô là nó ép ha, là nó dính. Đây nó có hai đầu nha, một đầu lớn và một đầu nhỏ nha. Đầu nhỏ nó như vậy nè, đầu nhỏ là đầu hai tầng, một tầng tròn, tầng nhỏ thì năm cạnh đó. Cái tầng nhỏ năm cạnh nè, cạnh nó là 2.4 ly ha. Rồi cái tầng tròn là 4.8. Rồi cái lỗ lớn nhất có này là 12 ly ha. Kèm còn rất là đẹp. Dạng bắp cáp to đó mọi người. Cộng cáp dạng cáp quang này kia. Cáp quang xài, cáp mà xài gì, xài mạng á mọi người. Rồi mã số 4 ha, 600.000. Đây kích thước nó 22 cm. Rồi tiếp theo cũng là một cây kìm cót nữa nha. Cót này của Nhật. Cót này dạng bấm đồ điện ha, đồ điện xe máy, gắt điện ha, gắt nối dây điện. Đây có 3 cỡ mọi người. 5.5, 3.5, 1.25. 1, 2, 3, 4 nha, 4 số ha. Nè, nhỏ nhất 1.25, 2. 3.5, 5.5. Rồi, của Nhật ha. Còn rất đẹp. Minoru của Nhật. Đây, Made in Japan nè. Bóp tách tách rất là đã. Đây bên trong nó bấm vô là nó có số luôn mà, số code này. Rất là nhỏ gọn. 18 cm. Rồi mã số 5 ha, 450.000. À lâu lắm mới gặp cái cây này để lấy mọi người. Còn lắm mới có hàng cái cây và sale tô vít hộp ha, vít lụi. Nói chung là vít tự động, vít xoay chiều. Đây. Này để nó hơi khô mọi người, chưa có vô dầu nữa. Nó còn rất mới nha, mọi người xem này mới lắm. Đây nó hơi khô mọi người. Không có gì hết. Nhỏ vài giọt dầu ở đây nó sẽ trơn lại. Đây là đảo chiều nè ha. Đảo chiều. Đây của Vassel. Nó xài cái mũi này nha. Đây. Gồm hai mũi nha, một mũi ba ke và một mũi vít dẹt. Ba ke này đầu vẫn vít nhỏ mọi người. Vít đầu điện này kia nhỏ nè, béo 1. Này mình sẽ gắn vô theo cái dấu này mọi người. À, có cái dấu này. Đúng cái dấu nhặn vô rồi nó dính cứng ngắc. Ha. Muốn rút ra là rút không được đâu nha, phải gài cái này xuống ha, kéo này xuống mới rút được, kéo cái nắp này xuống. Rồi cái này bảo đảm chân chu mọi người, nhỏ dầu vô xíu nữa em nhỏ dầu vô luôn nè. Đây nó tự động là nó như vậy mọi người, nhấn xuống nó sẽ tự quay con ốc vô ha. Ví dụ mình xài ốc ba ke nhấn xuống cái dặn chiều vô ha, đảo chiều vô, chiều dặn ốc vô, nhấn xuống là nó siết ốc vô, không cần phải quay quay vậy luôn á, nhấn về là nó vô.
siết ốc lại, mở ra cũng vậy, nhấn xuống là ra. Cái này mấy bác xài làm đồ điện ha, tủ điện này kia nó nhanh, đồ điện nó nhẹ, cái lực siết nó không có cần lớn lắm, nhấn nhấn nhanh. Đây kích thước nè. Rồi, đây chỉ 300 nha mọi người, 300 ngàn, mã 66, Tuvix The Seal. Rồi số 7 là bộ này nha, cái bộ dây gàn đồ nè ha. Rồi bộ dây gàn đồ nè, gàn đồ này gàn đồ trên xe máy hoặc là trong xe máy xài được, nó nhỏ gọn luôn rồi, gọn lắm. Dây cũng khá là vừa xài. Để coi bao nhiêu. Dây này cỡ gần 4 mét, à 5 mét nha mọi người. Dây này 5 mét á, khá là dài. Dây này 5 mét luôn nha mọi người, 5 mét là tính cái dây này không, còn cái khúc này nữa nè. Nè con rồi, cái thép nó dày chắc chắn, dày nè ha, bị dày luôn, không phải là mỏng manh nó dễ cong quẹo như mấy đồ ấy. 1.5 ly, cái cọng thép này là 7 ly ha. Cọng này gàn tới cái gì luôn, cái cọng này nè, chịu lực á mọi người, gàn ba cái đồ hùng, ba đồ chở lên xe máy ăn thua gì ha. Rồi sử dụng mà mình sẽ cho nó vô. Ban đầu là xả ra hết ha. Đây, cho cái đầu. Đây cái đầu này vô. Đây, nhét trên đây ha. Đây. Đây chứ. Chung nó có hướng nhét. Đây thôi đúng không? Rồi đúng. Ê, như ngược ha mọi người. Nhét bên trên ha. Rồi xả ra mọi người sẽ căng hẳn nó ra và đây coi xả sao đây. Đây nè, căng thẳng nó ra và mình kéo mạnh là nó ra ha. Rồi xỏ vô, mình sẽ xỏ trên đây ha. Rồi đúng rồi, rồi xỏ trên đây nè ha. Đóng trên cho nó, khi mà mình gặt nó không có bị dướng. Gặt xong mình sẽ xếp lại, xếp cứng đồ rồi mình sẽ xếp nó lại như vậy ha. Đó, vậy đó. Rồi cái này, bộ này mã số 7 ha, 500 ngàn. Đó, nó là phải có hai cái móc như vậy, là mình gần đồ mà một phải hai móc kết lại nhau, nó thành vòng tròn, mình xếp là nó sẽ xếp nó bó vô. Rồi ở đây có hai bộ này nữa, hai bộ này cũng gàn đồ nha mọi người. Đây mà nó gàn cái kiểu khác ha. Đây hàng Nhật nha, bộ này nó là nó dài, dây nó dài 4 mét, chịu tải 200 kg, lực kéo nó 200 kg. Đây bộ này mình dùng
nó cũng có hai đầu, hai đầu nó như vậy ha mọi người, một sợi nó có hai đầu, đây là hai sợi, hai bộ á, bộ hai đầu nha, sẽ gắn vô giày ha, để coi gắn chiều nào, chung gắn vô giày, à đúng rồi, đó mình kéo là nó siết, kéo nó sẽ siết vòng tròn lại, nó siết một chiều mọi người ha, rồi muốn xả ra bóp vô, đúng rồi. Rồi một sợi dài 4 mét nha, hai sợi nha, hai sợi đều có hai cái đầu nè, còn ok, chung cái cọng này xài rồi mà còn ok mọi người, cọng này xài rồi nha, nè cũ ha, rồi bán hai cọng nha mọi người, hai cọng này là giá đây 400.000 nha, mã số 8 ha, bán chung hai cọng. Rồi kế tiếp là cái đây, bác nào chơi Zippo, Zippo, Zippo tổ cái này ha, đây Zippo nè, cái này là đựng tàn thuốc Zippo nha, nè full kim loại bằng hợp kim nhôm mọi người, full nhôm luôn, rất bền. Đây Zippo chính hãng, đựng cái tàn thuốc nha mọi người ha, đựng tàn thuốc treo móc khóa ô tô rất là tiện đó, ra tàn thuốc vô là còn mới tinh, xong rồi khi đầy á mình lấy nó ra ha, cái này để lấy ra nè, lúc nó ra là tàn thuốc nó sẽ rớt ra ngoài ha, rất là đẹp, nhỏ gọn, chính hãng Zippo Mỹ, con mã WeCode, mã xin lỗi là mã seri ha, số seri của cái sản phẩm. Rồi mã số 9 nha, 300.000, không sao. Đây cái hộp, một cái hộp la bàn, la bàn cho bác nào đi gần, la bàn của Nhật ha, Japan nè, còn rất đẹp đây, Japan nè, ở đây nó có dạ quang nha mọi người nè, dạ quang nha, quay đây khó thấy quá đó, dạ quang đó. Mà tối nữa là sẽ rất là sáng. Đây mọi người coi dạ quang nè, mới chiếu đèn pin vô cho nó sáng lên tí. Rồi đây là cái la bàn nha, đây là nó đang khóa kim lại nha mọi người, không xài nữa, mọi người khóa bằng cái nút này nè, khóa kim lại nó sẽ đứng, rồi bật lên ha đó, đúng nha, kim hoạt động ok ha. Này phải để cân bằng nha mọi người, cái la bàn nó rất là nhạy, nó nghiêng thiếu rồi nó kẹt kim, nên nó cân bằng, nó cái kim nó mới chân chu, nó mới nhẹ được đó. Rồi rất là đúng nha, đúng hướng luôn, la bàn này nó vĩnh cửu, không bao giờ nào mà nó bị sai hướng được. Ồ cái này cái mặt kính thiệt nha mọi người nè, tại sao nè, cái mặt kính thiệt nè, chứ không phải mica, không phải ấy đâu, kính thiệt luôn. Giờ mới nhìn kỹ nó đây, hoặc kiến thiệt nữa ha. Ngoài kim loại bằng đồng nè, đồng hao nó xi lên nè. Rồi kích thước nhỏ gọn, đường kính nó là 45 ha. Rồi mã số 10 nha, cái la bàn Nhật 200.000. Rồi đây là cái con đồng hồ nha, đây mọi người, về con đồng hồ của Japan, đồng hồ Nhật, máy Nhật, hiệu là Rebel nè, Rebel
Giờ bên đấy, giờ bên quạt là xài pin chạy rất là chính xác giờ nha. Tay dây cũng đẹp nữa. Đó, dây còn sáng đẹp. Có cái niềng này nó hơi tối màu, nó gọi là nó xài theo thời gian ha. Nó sẽ nó dơ và nó tối. Mọi người muốn đẹp phải đi đi đánh bóng nó lại ha. Đây, mặt đít nó nè. Japan. Hiệu Japan ha. Trong máy Japan luôn. Dây nguyên viên của cái bèo bèo gì nữa ha. Dây là thép không rỉ. Đây nó để nè, thép không rỉ ha. Thép nó mà chắc không rỉ là. Rồi, cái này là mặt size nó là 28 nha mọi người. Luôn cái viền ngoài là 28 ha. Độ dày 6,7 ly. Chung cái kiến là tình trạng nó còn ok. Có một hai vết xước. Đây. Về chi tiết là kiến ở mặt kiến. Chung nhìn sơ sơ không thấy được. Nó nhìn kỹ lắm, một hai xước ở cái cạnh này nè, nhìn vậy không thấy được. Bên trong thì trắng đẹp. Rồi cái này đeo đeo tai ha, nam nữ cũng được không mọi người. Dây nó tự mình tăng chỉnh luôn ha, rất là dễ dàng nè. Lấy cái trong đây ra là mình tăng chỉnh lên xuống được luôn. Đây, đeo vô nó như vậy. Đây nới này lên để tăng chỉnh thôi ha. Đó, là tăng chỉnh nè, quá dễ. À, đeo thử. Vẫn còn chặt. Đây nại cái phe này lên ha, để mình tăng chỉnh cái dây nha mọi người. Rồi. Rồi mình gài cái này vô ha. Nè, gài vô đây hay trước ha. Gài đây trước. Cái khớp chồng nó lên. Đóng lại. Xong. Đây. Rồi, cái đồng hồ này 500 nha mọi người. Mã 11. 500 ngàn. Quá đẹp. À, tiếp theo cái đồng hồ này của đây, cái này nó bị tình trạng nó là không có chạy mọi người. Không phải là không chạy nhưng mà cái này nó là dạng nó đang ngừng hoạt động. Đây, USA ha. Cái này hiệu Mỹ luôn ha. Mỹ nè. Nó solar là dạng nó chạy bằng năng lượng mặt trời ha. Mặt kính nó chạy nhiều quá. Đây, cái nắp đít nhìn đã ghê. Hiệu Mỹ ha. Dạng nó chạy bằng năng lượng mặt trời. Rồi. Nhưng mà nó hiện tại là nó không có chạy. Và khi mình chiếu đèn vô hoặc là phơi nắng á, nó chạy được một ít rồi nó lại ngừng ha mọi người.
chỉnh cái giờ là nó chỉnh xong có mình có thể dặn nó lại ha. Nè, chiếu vô một lát cái nó chạy rồi nè ha. Nhưng một xíu nó lại ngừng đó. Nó chạy nha mọi người. Cái này chứng tỏ là cái viên pin nó nói chung là nó yếu rồi ha, viên pin pin trong trọng. Đó. Cho chiếu đèn lên nó chạy. Nó có dạ quang luôn nè. Và cái mặt kính này nó chạy nhiều nha mọi người nè. Chạy nhiều quá. Rồi, cái đèn năng lượng mặt trời đèn Mỹ. Là cái đồng hồ Mỹ. Này. Đem vào đóng lại ha. Rồi, nó chạy vài xíu nữa nó sẽ ngừng thôi mọi người. Chung là nó trục trặc rồi. Bán cho bác nào về nghiên cứu ha. Còn nguyên chưa có sửa gì hết nha mọi người. Chung hãng bệnh về, Nhật về. Yota luôn nha, hiệu Yota nó để Yota luôn nè. Sola. Rồi cái đồng hồ này 300 ngàn ha, mã 12. Rồi về mấy cái móc nữa mọi người. Về móc khóa của Nhật nữa nè, móc khóa Nhật nha. Móc khóa Nhật bằng chất liệu Niken. Móc rất là chất lượng. Nè mọi người nhìn chất lượng không? Mới 100% chất lượng. Móc nhỏ dùng để móc chó, móc chó con ha. Mọi người có nuôi chó mèo, nuôi chó con á, móc rất là tiện. Với lại móc chim gà cảnh rồi, chim cảnh rồi cũng móc. Mấy nuôi mấy con bò sát rồi cũng xài móc cũng được. Hoặc là xài mấy đồ bóp nịch này kia, bóp bóp túi. Rồi móc này. Rồi mã 13 ha. Cái này là 20 cái nha mọi người. 20 cái 150 nha. Rồi bán hết 20 cái mọi người. Không có bán lẻ ra, 150 bán hết 20 cái ha. Rồi cuối cùng là cái đây. Một cây kìm bấm RV rất là độc của Vercel Japan ha. Hàng này của Vercel Japan. Hàng này độc nhất trong dòng RV luôn ha, lúc bấm RV luôn ha. Là nó có trợ lực nha mọi người. Nè. Dạ nó có trợ lực nè. Bấm nó sẽ kéo lên từ từ và lực nó rất là mạnh. Đây là con RV của Nhật. Con RV của Nhật ha, bằng inox, full inox. Nguyên cây nó bằng inox luôn. À, đầu bằng inox luôn nè. Là nó rất là cứng. Đây. Đó. Bấm ra nó như vậy ha. Cái này chưa vô phôi mọi người. Vô phôi chúng mình bấm một cái là nó đứt. Nè, nhả đinh ra nè. Đó. Nó ăn rất là gắt luôn. Inox đó mà nó quấu vô rất là chắc luôn, hoạt động ok. Ở đây nó có một cái cây để mở lưỡi nha mọi người nè, bằng ốc này ra lấy để hai lưỡi ha. Rồi đầu lưỡi nó thì có đầy đủ ha, đủ các cỡ thông dụng Việt Nam luôn, mình xài cái nào là nó có cái đó hết. Này chuẩn nó quốc tế rồi, chung đâu nó cũng xài bốn cỡ này. Rồi nguyên cây này là nó bằng nhôm đúc mọi người. Cán này bằng thép ha, bằng nhôm. Đó, nhìn khá là đẹp, kiểu nó rất là chắc chắn. Rồi cây RV này giá 600 nha mọi người. Mã 14 ha. Rồi kết thúc đây nha mọi người. Kết thúc đây cho chào mọi người ha. Hẹn gặp lại. Rồi, thông tin liên hệ đây.